Tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đã tổ chức họp báo giới thiệu liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2017 với chủ đề: Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên. Liên hoan phim nhằm tuyên truyền rộng rãi đến mọi đối tượng tham gia giao thông, các chủ trương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nâng cao hiểu biết và ý thức của nhân dân, nhất là đối tượng thanh thiếu niên tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Đối tượng dự thi liên hoan phim gồm tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân là người Việt Nam sinh sống và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 10 năm 2017. Lễ tổng kết trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 12 năm 2017.